Xin chào tất cả các thầy cô và các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của nhà thơ Huy Cận. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả tên là Cù Huy Cận, ông sinh năm 1919, mất năm 2005, quê ông ở Vũ Quang, Hà Tĩnh. Ông là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ mới với tập thơ Lửa Thiêng. Ông đã tham gia cách mạng từ năm 1945, giữ nhiều trọng trách trong chính quyền cách mạng và là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ hiện đại Việt Nam. Ông đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 1996. Thứ hai, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về tác phẩm. Tác phẩm có thể thơ là Thất Ngôn Trường Thiên. Bài thơ được sáng tác năm 1958, in trong tập Trời Mỗi Ngày Lại Sáng. Và bài thơ được sáng tác sau chuyến đi thực tế ở vùng biển Quảng Ninh của ông. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ này là tự sự miêu tả kết hợp biểu cảm. Bài thơ có thể chia làm 3 phần. Hai khổ đầu là cảnh đoàn thuyền ra khơi. Bốn khổ thơ tiếp là cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển. Và khổ thơ cuối là cảnh đoàn thuyền trở về. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu hai khổ thơ đầu. Cảnh đoàn thuyền ra khơi. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát ca buồm cùng gió khơi. Hát rằng cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi. Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt người ta đoàn cá ơi. Hai khổ thơ đầu đã nói về cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trong một khung cảnh tráng lệ lúc hoàng hôn. Mặt trời được ví như hòn than đỏ rực hòn lửa, từ từ lặn xuống biển. Bầu trời và mặt biển bao la như ngôi nhà vũ trụ trong khoảnh khắc phủ bóng tối mịt mùng. Những con sóng như những chiếc then cài của ngôi nhà vĩ đại ấy. Cảm hứng vũ trụ, biện pháp tu từ so sánh ẩn dụ, hòn lửa và cài then đã tạo nên những vần thơ đẹp cho người đọc nhiều ấn tượng. Ngày đã chuyển sang đêm, vừa lúc đó, đoàn thuyền ra khơi. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát các buồm cùng gió khơi. Không phải từng chiếc thuyền lẻ tẻ đi biển, mà cả một đoàn thuyền. Một sức mạnh mới của cuộc đời đổi thay. Chữ lại trong ý thơ lại ra khơi là sự khẳng định nhịp điệu lao động của người dân trài đã ổn định, đi vào nền nếp trong hòa bình. Khúc hát lên đường vang động, gió biển thổi mạnh, cánh buồm no gió căng lên. Tiếng hát gió khơi buồm căng là ba chi tiết nghệ thuật mang tính chất tượng trưng diễn tả tinh thần phấn khởi hăng say và khí thế ra khơi của người ngư dân vùng biển. Bốn câu thơ tiếp theo: hát rằng cá bạc biển đông lặng cho đến đến dệt người ta đoàn cá ơi, nói về câu hát nhưng thực ra làm nổi bật một nét tâm hồn của người dân trài, đó là họ cầu mong đi biển gặp nhiều may mắn, chuyện làm ăn thường có nhiều may rủi, ra khơi đánh cá họ cầu mong biển lặng sóng êm, gặp luồng cá, đánh bắt được nhiều. Niềm ước mong ấy phản ánh tâm hồn hồn hậu của người ngư dân từng trải qua nhiều nắng mưa, bão tố trên biển. Giọng thơ ngọt ngào, ngân dài và vang xa. Cá bạc, đoàn thoi, dệt biển, luồng sáng, dệt lưới là những hình ảnh so sánh ẩn dụ rất sáng tạo, đem đến cho người đọc bao liên tưởng thú vị về vẻ đẹp thơ ca. Từ đấy, tác giả đi vào miêu tả hình ảnh của đoàn thuyền đánh bắt cá. Chúng ta tìm hiểu hình ảnh của đoàn thuyền đánh bắt cá. Hình ảnh ấy đã được tái hiện trong khổ thơ thứ ba với hình ảnh con thuyền. Thuyền ta lái gió với buồm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng, ra đậu dặm xa dò bụng biển, giàn đan thế trận lưới vây răng. Hạ Long là một thắng cảnh đẹp bậc nhất. Hạ Long ở trong một đêm trăng lại mang vẻ đẹp thần tiên hơn nữa. Huy Cận với bút pháp lãng mạn đã tả cảnh đánh cá trên Hạ Long trong một đêm trăng bằng biết bao nhiêu những hình ảnh lãng mạn tuyệt vời. Đoàn thuyền có gió làm lái, có trăng làm buồm, phóng trên mặt biển, nhẹ như êm. Đến ngư trường dò bụng biển, ngư dân khẩn trương lao vào công việc giàn đan thế trận lưới vây xăng. Cuộc đánh cá thực sự là một trận đánh, mỗi thủy thủ là một chiến sĩ. Con thuyền, mái chèo, lưới ngư cụ đều trở thành vũ khí của họ. Đặc biệt, chữ lướt ở đây đặc tả con thuyền ra khơi với một vận tốc phi thường nhẹ nhàng,
đã nói lên được hình ảnh con người một sức mạnh với về cả với cả sự lãng mạn. Tiếp đó, hình ảnh của biển cả đã được tái hiện trong khổ thơ thứ tư. Cá ngụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh, đuốc đen hồng. Cái đuôi, em quẫy, trăng vàng chóe. Nhân thở, sao mùa, nước hạ long. Những câu thơ tả đàn cá là đặc sắc nhất. Biển quê ta giàu có với rất nhiều loại cá quý, cá ngon nổi tiếng. Vận dụng sáng tạo cách nói của dân gian, nhà thơ đã viết cá thu như đoàn thoi, rồi lại miêu tả cá nhụ, cá chim cùng cá đé. Con cá song là một nét vẽ tài hoa, vảy cá đen hồng lấp lánh trên biển, nhìn trông như là những hòn than, và nó lại còn chan hòa với ánh trăng vàng chóe. Cái đuôi cá quẫy được so sánh với ngọn đuốc rực sáng. Nghệ thuật phối sắc tài tình làm cho phần thơ đẹp như một bức tranh sơn mài rực rỡ, bầy cá như những nàng tiên vũ hội. Nhìn bầy cá bay lượn, nhà thơ lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rầm, mắt nhìn về phía xa. Câu thơ huyền ảo lung linh, đêm thở, sao lùa, nước hạ long, như đưa người đọc về một cõi mộng. Phải có một tình yêu biển sâu nặng mới viết được những câu thơ tuyệt bút như thế này. Và từ đó, tác giả muốn ca ngợi biển cả vừa thanh bình lại vừa giàu có như một kho hải sản vô cùng phong phú. Từ cảm hứng về biển cả, về con thuyền, tác giả đã miêu tả hình ảnh người dân chài với công việc đánh cá ở khổ thứ 5 và 6. Ta hát bài ca gọi cá vào, cõ thuyền đã có nhịp trăng cao, biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng, ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, vẩy bạc nuôi vàng vé dạng đông, lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. Sung sướng nhìn đàn cá dệt lưới, người dân chài cất lên tiếng hát ngọt ngào. Lần thứ hai, tiếng hát vang lên trên biển, tiếng gõ thuyền đuổi cá hòa cùng tiếng sóng. Vầng trăng soi xuống mặt biển, muôn ngàn ánh vàng tan theo làn sóng, vỗ vào mạn thuyền. Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao, biển hào phóng cho nhân dân ta nhiều tôm cá, muối và hải sản. Biển như lòng mẹ đã nuôi sống nhân dân ta tự bao đời. So sánh biển với lòng mẹ để nói lên lòng tự hào về người dân chài đối với biển quê hương. Giọng thơ thật ấm áp, chứa chan nghĩa tình. Rồi một đêm đánh cá cũng trôi qua trong nhịp điệu lao động hào hứng hăng say. Trên bầu trời sao đã thưa và mờ. Cảnh kéo lưới được miêu tả đầy ấn tượng. Những cánh tay rắn chắc kéo lưới xoăn, kéo đến mức xoăn tay là hình ảnh đặc tả động tác kéo lưới rất căng, khỏe và đẹp. Cơ man nào là cá vào lưới, chùm cá nặng là một hình ảnh ẩn dụ gợi tả được mùa cá. Khoang thuyền đầy ắp cá, màu bạc của vảy cá, màu vàng của đuôi cá lóe rạng đông. Một lần nữa cho thấy nghệ thuật sử dụng màu sắc của nhà thơ thật là điêu luyện. Sắc cá dưới ánh trăng và sắc cá dưới ánh sáng rạng đông đều được miêu tả vô cùng tuyệt đẹp. Như vậy, khổ năm thứ 5 và 6, tác giả đã miêu tả hình ảnh những người dân chài làm việc với niềm hăng say và họ đang lao động với tất cả sức lực, trí tuệ, tình yêu biển và yêu nghề của mình. Cuối cùng, trong khổ thơ cuối, nhà thơ đã miêu tả cảnh đoàn thuyền trở về. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Ở trong đây ta thấy tác giả đã sử dụng hình ảnh hoán dụ và ẩn dụ đẹp để gợi tả cảnh bình minh trên biển rực rỡ, tráng lệ, vừa ca ngợi niềm vui con người vừa đạt được thành quả lao động mỹ mãn. Cảnh đoàn thuyền trở về thật là đẹp. Lần thứ ba, ngư dân trên đoàn thuyền lại cất cao tiếng hát thắng lợi hân hoan, con thuyền và mặt trời được nhân hóa. Thơ lại được cấu trúc song hành dẫn đến nhịp sống rất khẩn trương. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời đội biển nhô màu mới. Cảnh rạng đông với hình ảnh mặt trời đội biển nhô lên tỏa ánh sáng chan hòa, một mùa mới bao trùm biển khơi. Đoàn thuyền phóng như bay về bến, như cướp lấy thời gian, giành lấy thời gian. Biện pháp thậm xưng kết hợp với nghệ thuật hoán dụ trong việc tả mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi đã vẽ lên cho chúng ta thấy được một không gian rực rỡ, một cuộc sống ấm no của người dân trên vùng biển. Bằng lao động và mồ hôi, họ đã viết lên bài ca cuộc đời.
Đồng thời ở đây chúng ta sẽ thấy là tác giả đã sử dụng nghệ thuật hô ứng, điệp hô ứng, khổ thơ cuối hô ứng với khổ thơ đầu, tạo nên hai cảnh đối xứng nhau. Đồng thời chúng ta thấy dòng thơ đầu được lặp lại với dòng thơ ở khổ đầu. Ngoài ra tác giả còn sử dụng rất nhiều nhân hóa, hoán dụ và cách nói khoa trương. Tất cả những biện pháp này vừa biểu hiện nhịp tuần hoàn của vũ trụ, nhưng đồng thời vừa thể hiện tiếng hát, ca lao động đầy hứng thú, và đồng thời cũng miêu tả cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Con người cũng đang chạy đua cùng thời gian, chạy đua với cả thiên nhiên. Đó quả thực là một cái khung cảnh trở về mà mang vẻ đẹp. Toàn thuyền đã trở về trong khung cảnh ngày mới bắt đầu với sự chạy đua với thời gian. Và đương nhiên họ đã thể hiện một thi tinh thần lao động vô cùng hăng say, khẩn trương. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu toàn bộ bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Ta thấy ở đây tác giả đã xây dựng bài thơ Đoàn thuyền đánh cá để thể hiện những niềm vui phơi phới vào tương lai của đất nước. Bài thơ đã miêu tả cho chúng ta thấy không chỉ là một cảnh đánh cá của một đoàn thuyền, mà ở có đó chúng ta tự hào về đất nước chúng ta có rất nhiều tài nguyên, tự hào về người dân chúng ta vô cùng yêu hăng say lao động. Đáng quý nhất chính là làm lao động, và người đáng quý nhất chính là người lao động. Họ mang vẻ đẹp cần cù, dũng cảm, chịu khó. Cuộc đời của họ gắn liền với sóng gió, mưa nắng, biển khơi. Chính họ đã đem lại muối mặn và hương vị biển cho mọi gia đình gần xa. Cùng với nhà nông một nắng hai sương, những người dân chài đã cho chúng ta bài học về đức tính cần cù, tinh thần lạc quan trong lao động. Ngoài ra, qua đó thì tác giả cũng gồng ca ngợi xã hội chủ nghĩa trong những ngày đầu tiên với chế độ làm ăn tập thể đã mang lại cho người dân ta một cuộc sống mới. Như vậy bài học đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào tất cả các em.